Tôi sẽ đưa quý vị đến cõi của tôi nếu quý vị loại dần các trang trại nuôi cư dân động vật và chuyển tất cả thành trang trại thuần chay. Tôi sẽ đưa quý vị đến cõi của tôi, cõi xinh đẹp, vinh quang, cõi hàng đầu, miền cực lạc hàng đầu, hạnh phúc đời đời của tôi. Tuyệt quá! Hoan hô Liên minh châu Âu! Dù chỉ là nghĩ về điều đó thôi, xin hãy hành động. Cho thế giới thấy rằng, quý vị là một liên hiệp mới ra đời nhưng đã khôn ngoan rồi. Xin hãy cho thế giới thấy như vậy. Hãy làm cho mọi người đi theo sự lãnh đạo của quý vị. Bởi vì nếu không ai khác lãnh đạo nữa, thì Liên minh châu Âu, quý vị phải lãnh đạo. Lãnh đạo đúng đường, con đường chính đáng, con đường từ bi, con đường nhân từ. Con đường phù hợp là con cái của Thượng Đế và môn đồ của Chúa Giêsu hoặc Đức Tiên Tri Mohammed, bình an ở cùng Ngài, hoặc tín đồ của chư Phật, của Đức Mahavira, của các minh sư Ấn Độ giáo, của các đạo sư Sikh. Bởi vì ở châu Âu, quý vị có đủ loại tín ngưỡng, vậy xin hãy theo đức tin, hãy theo tâm quý vị, hãy theo lời dạy của tất cả các chân sư khai ngộ. Đó là thông điệp của tôi gửi Liên minh châu Âu. Cầu Thượng Đế phù hộ quý vị, cầu Thượng Đế khai sáng quý vị, cầu Thượng Đế bảo vệ quý vị trong thời điểm hỗn loạn này. Trên thế giới chúng ta, cầu mong quý vị lựa chọn đúng. Ngay từ hôm qua rồi, hoặc ít nhất là ngày mai, xin hãy cứu sinh mạng và đạt được quả vị của mình trên thiên đàng. Tôi hứa với quý vị, cho dù Thượng Đế không thưởng cho quý vị một chỗ trên thiên đàng, thì tôi sẽ thưởng. Tôi nói với quý vị bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả sự trung thực, tôi có đủ quyền năng để làm điều đó. Tôi có một nơi xa tuốt trên thiên đàng thượng đẳng cho những người tốt, cho những người đức hạnh. Xin hãy lắng nghe tâm quý vị, bản chất từ bi của quý vị và làm điều đúng đắn. Dẹp đi tất cả những lò mổ cư dân động vật và những nơi chăn nuôi cư dân động vật và thay thế bằng các trang trại trồng rau. Ai cũng sẽ có lợi. Thượng Đế sẽ hài lòng. Thượng Đế sẽ ban phúc cho quốc gia quý vị. Thượng Đế sẽ phù hộ tất cả gia đình và bạn hữu của quý vị. Xin hãy tin tôi. Amen. Amen, thưa sư phụ. Cầu mong là như vậy.